Ví dụ như trang thứ nhất chúng ta đang để cái trang dọc, và bây giờ chúng ta muốn trang thứ hai, chúng ta xoay ngang cái trang thứ hai. Thì đầu tiên chúng ta hãy đặt con trỏ chuột vào cái hàng cuối cùng. Sau đó chúng ta chọn Layout. Chúng ta chọn Bricks. Rồi chúng ta chọn Next Page. Xong. Rồi mình chỉ cần đặt trỏ chuột vào trang thứ hai và mình xoay ngang nó thôi. Wow, rất là dễ. Rồi chúng ta đánh thoải mái. Tương tự như vậy, nếu như trang 1 chúng ta muốn đứng lại thì chúng ta cũng làm tương tự. Một trường hợp khác là nếu như chúng ta đã đắp máy xong rồi, có 3 trang và chúng ta chỉ muốn xoay ngang cái trang thứ hai này thôi, chúng ta không muốn xoay trang 1 và trang 3, thì chúng ta cũng làm tương tự như hồi nãy, là chúng ta cũng đặt con chỏ chuột vào hàng cuối cùng. Sau đó chúng ta chọn Layout, chọn Bricks, chọn Next Page. Rồi sau đó chúng ta cũng đặt chỏ chuột vào trang thứ hai và hàng cuối cùng của trang thứ hai, chọn Bricks, chọn Next Page. Và bây giờ chúng ta chỉ việc đặt lại chỏ chuột vào trang thứ hai, chúng ta xoay mỗi một trang thứ hai thôi, thì trang thứ hai chúng ta được xoay ngang. Video đến đây là kết thúc. Chúc mọi người may mắn nha. Goodbye everyone, see you later.